Xin chào mọi người. Hôm nay đi đến đây hai lúa đi đi rửa phèn mọi người ơi. Hôm nay sẽ đi ăn búp phê hải sản nha mọi người. Tôm hùm rồi có cua nãy kia nhóc hết trơn á, thì cũng lần đầu tiên đến đây luôn. Nhà hàng khách sạn 5 sao đây. Giờ đang đợi hai chồng nhỏ bạn mọi người. Này mặt đang đây nè, nhà chú. Mùa đông đó người ta bó cái cây nè mọi người. Ồ, nó lớn rồi nè. Wow, không biết nhiêu tầng nữa mọi người ơi. Đang ở trong trung tâm mà Seoul luôn. Đây là phía trước là bữa nay là ngày lễ bên đây mọi người. Bởi vì xe cảnh sát đây rất nhiều, đây là biểu tình đó mọi người. Đây ở phía trước là biểu tình mọi người ơi. Đây. À, biểu tình ở phía trước mọi người. Bởi vì xe cảnh sát rồi mọi người ơi. Nhiều lắm. Lội đi vòng vòng. Lội vòng vòng đây nhỏ bạn. Mà chưa thấy nó tới, hai chồng tới nữa. À. Hai chồng lội tới lội lui, lội lui lội tới. Hôm nay đi rửa phèn. Phèn quá trời phèn rồi. À Jun. Hôm nay gia đình đi rửa phèn. Bây giờ mình đang đi bước xuống chỗ cái khu nhà hàng buffet ở dưới phía đây nè mọi người. Thì hôm nay là cái ngày lễ gần đây đó, nên cái phòng trong đây nó cũng rất là đông người. Thì bình thường thì chồng mình đặt cái này trước là hơn một tuần, nên nó cũng được giảm giá nha mọi người. Còn nếu mình lại trực tiếp thì ngay ngày lễ thì chắc không có bàn mọi người ơi. Tôm ngon lắm nè, xà lách hả? Ê, bồng ngư. Bồng ngư. Nấm không? Ở cái măng tây này. Ăn thịt xong ấy hả? Không. Gấp thứ miếng miếng vậy. Gấp cái khác, gấp tao này giống nhau vậy. Mày để lên cái dĩa rồi, mày gấp cho mày rồi mày để lên cái dĩa rồi lấy khác. Ăn kim chi. Miếng kim chi đấy. Ừ, tao không biết đâu quay nó đẹp không đó nha. Đây, ăn này. Ờ, con này ngon nè. Ngâm tương. Ừ. Cái này mấy người lùng sao ăn trời. Đi đường đâu ăn. Phải cho tao miếng ngâm biển nè. Ai khúc này, khúc này. Mày để xuống rồi, máy nó ngã cái dĩa này về. Miếng hả? Không đâu. Không hả? Đây. Được rồi. Để đi. Đây cầm cái này. Dĩa tôm đi, tôm cuộn nè. Tôm. Thằng để tao bắt này. Con đi gặp tại đi. Có một con này. Có một bự này anh, có một bự.
thử không? Bây giờ đừng có chứng dứa lạnh. Uống con đi. Này, hai con. Lấy ăn cơm. Này vô nó. Này vô nó mang tao ăn á. Thì em muốn mang tao. Được, hai con. Lấy trên cái dĩa nó đựng chứ. Ở đâu có dĩa cái dứa. Xay đi bọc. Cứ thấy sợ. Thôi không? Không có dài. Không dài. Được. Này khỏi chấm luôn. Ừ. Chưa ăn. Này dưới nó ngon không? Ăn con ống có cái đít ngon lắm. Hả? Ngọt béo hả? Ừ, béo ngậy luôn. Ốc đóng gì đó? Ốc. Không có thời gian ăn đâu đó, quay phim vậy. Ngon. Ừ. Ngọt. Gan, cái gan đó. Ừ. Ngọt. Anh như nè. Ta cái kê xì kê á. Cái khó, khó chứ không? Ngọt. Mày á. À, xôn tắt ha. Đính đuôi nữa, thật là mạnh. À. Thấy gì? Mạnh như mực cây á. Mơ, ăn mực á. Kệ vô bông, anh vô ăn mực á. Chắc có sự mạnh thật luôn. Cái đấy? Mà mực cái gì nó ra mình cũng mực luôn á. Con này thịt là mực à. Con này là cái thịt nó hơi mặn. Hơi mặn ha. Ờ, cái vị nó hơi mặn. Mà nó là làm cái kiểu như là ốp gia vị nó ít, giống như kiểu tự nhiên luôn á, chỉ để tiêu thôi. Con tôm hùm ha. Tôm hùm. Để coi chấm như thế này coi có gì thay đổi không. Tôm hùm. Chắc để năm đá. Chấm như này không hợp. Ăn không ngon không.